Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Chiếc Boeing 737-800 chở ông James David Vance, người được chọn làm phó tướng của ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng, bất ngờ gặp sự cố giữa không trung, phải hạ cánh khẩn cấp. Theo hãng tin RT, sau cuộc vận động tranh cử ở thành phố Milwaukee thuộc thành phố Wisconsin vào sáng ngày 17 tháng 8, ông Vance đã lên chiếc máy bay được gọi là Trumpfork 2 để trở về bang Ohio. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi máy bay cất cánh, phi công đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và quay trở lại thành phố lớn nhất của bang Wisconsin, nơi máy bay được đội kỹ thuật dưới mặt đất và lính cứu hỏa kiểm tra. Phát ngôn viên của ông Vance là bà Taylor Van Gogh cho biết thêm, phi công thông báo xảy ra trục trặc ở chốt cửa. Ngay sau khi vấn đề được giải quyết, máy bay đã thực hiện lại chuyến bay như dự kiến ban đầu, trở về Cincinnati. Tuy nhiên, sự cố đã khiến chuyến bay bị trì hoãn khoảng 1 giờ. Vụ việc xảy ra một tuần sau khi máy bay chở ông Donald Trump, ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa, phải chuyển hướng do sự cố. Cụ thể, chiếc máy bay Boeing 757-200, được gọi là Trump Force One, thuộc sở hữu của công ty cựu tổng thống Donald Trump, đã phải chuyển hướng khi đang trên hành trình đến một cuộc meeting ở thành phố Bozeman thuộc bang Montana do sự cố kỹ thuật. Máy bay này đã hạ cánh khẩn cấp tại thành phố Billings. Hai thành phố Bozeman và Billings cách nhau khoảng 225 km. Ông Trump sau đó đến Bozeman trên một chiếc máy bay tư nhân cỡ nhỏ. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc họp báo tại thị trấn Bedminster thuộc bang New Jersey, Mỹ, nơi ông có bài phát biểu trong gần 1 giờ trước khi trả lời câu hỏi của các phóng viên. Nhiều nhà báo đã hỏi cựu Tổng thống Trump về những lời chỉ trích từ một số đảng viên Đảng Cộng Hòa rằng ông cần phải kỷ luật hơn và ngừng công kích cá nhân và đối thủ của mình. Báo The Hill dẫn lời ông Trump: "Về những cuộc công kích cá nhân, tôi rất tức giận với bà ấy vì những gì bà ấy đã làm với đất nước. Tôi nghĩ rằng mình có quyền công kích cá nhân. Tôi không tôn trọng bà ấy. Tôi không tôn trọng trí thông minh của bà ấy và tôi nghĩ bà ấy sẽ là một tổng thống tệ." Ông Trump nói tiếp: "Và tôi nghĩ rằng điều rất quan trọng là chúng tôi phải giành chiến thắng, mà những cuộc công kích cá nhân đó là tốt hay xấu. Bà ấy chắc chắn đã công kích cá nhân tôi. Bà ấy thực sự nói tôi là người kỳ quái." 3 tuần qua, cựu Tổng thống Donald Trump liên tục chỉ trích, tung ra những phát ngôn sai sự thật, lăng mạ, thậm chí phân biệt chủng tộc nhằm vào đối thủ Đảng Dân Chủ khi ông cố gắng giành lại ưu thế trên đường đua Nhà Trắng. Frankland, cố vấn kiêm nhà thăm dò ý kiến Đảng Cộng Hòa nói: "Chiến dịch có kỷ luật, nhưng ứng cử viên của họ thì không. Ông ấy đang tự tay hủy hoại cơ hội tái đắc cử. Họ đang đối mặt với một ứng cử viên dân chủ yếu nhất về mặt thành tích, nhưng việc ông Trump khăng khăng tung ra những đòn công kích cá nhân, ác ý sẽ chỉ khiến chúng bị giảm đi sức nặng và trên thực tế phản tác dụng đối với ông ấy." Tờ Guardian dẫn các nguồn tin cho hay, cố vấn của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chật vật tìm cách đối phó với những thách thức thật sự từ Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, đối thủ từ Đảng Dân Chủ. Các cố vấn của ông Trump gặp khó khi vạch ra các kế hoạch tấn công bà Harris. Chiến dịch của ông cũng bị chỉ trích khi áp dụng cùng chiến thuật đối đầu với ông Biden cho bà Harris, xoáy vào các vấn đề như khủng hoảng biên giới phía Nam, nạn tội phạm và lạm phát tăng cao. Trong giai đoạn đó, ông Trump dường như mất phương hướng và thường xuyên phạm nhiều sai lầm khi cố gắng đưa ra các lập luận chống lại bà Harris nhằm dập tắt sự ủng hộ cuồng nhiệt dành cho ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Theo đài CNN, chiến lược mới của ông Trump trong thời gian gần đây là tung những lời lăng mạ, cáo buộc đối với bà Harris, dùng những lời lẽ phân biệt giới tính nói về giọng cười của bà, gọi bà là điên rồ và kém thông minh. Tuy nhiên, chiến thuật này có thể gây tác dụng ngược khi những công kích cá nhân của ông Trump có thể khiến nhiều cử tri nữ cảm thấy bị xúc phạm. Trang Ha-res.com mới đây đưa tin, theo tuyên bố chung, các quốc gia hòa giải gồm Qatar, Ai Cập và Mỹ cho biết, Mỹ đã trình bày thêm một đề xuất ngừng bắn ở Gaza nhằm thu hẹp những khác biệt còn lại để giúp thực hiện nhanh chóng thỏa thuận mà vẫn phù hợp với các nguyên tắc do Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt ra trước đó. Vào cuối tháng 5, ông Joe Biden đã đề xuất một thỏa thuận ngừng bắn dành cho Hamas và Israel. Cũng theo tuyên bố chung, 3 quốc gia này sẽ tiếp tục làm việc trong những ngày tới về các chi tiết của đề xuất ngừng bắn do Mỹ đưa ra, thảo luận thêm về các vấn đề, trong đó có các vấn đề liên quan đến con tin Israel và tù nhân Palestine. Các quan chức cấp cao 3 nước sẽ gặp nhau trước cuối tuần tới, với hy vọng đạt được thỏa thuận dựa trên các điều khoản được đặt ra. Các cuộc đàm phán này thuộc nỗ lực lớn hơn nhằm giải quyết tình trạng bạo lực leo thang đã khiến hơn 40.000 người thiệt mạng ở Gaza trong 10 tháng qua. Với tư cách là bên trung gian cùng với Qatar và Ai Cập, Mỹ đang nỗ lực nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn ở Gaza, vốn là chìa khóa giúp hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, các cuộc đàm phán đã có khởi đầu đầy hứa hẹn, nhưng thừa nhận vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Trong tuyên bố đưa ra sau khi các cuộc đàm phán về ngừng bắn ở Gaza được nối lại tại thủ đô Doha của Qatar, phong trào Hồi giáo Hamas nhấn mạnh, thỏa thuận nào cũng phải đạt được ngừng bắn toàn diện, bao gồm Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza và những người phải di tản được trở về nhà. Các ngoại trưởng Anh và Pháp cũng sẽ đến Israel để nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về lệnh ngừng bắn nhằm tránh tình hình căng thẳng gia tăng hơn nữa. Bộ Ngoại giao Israel thông báo, ba ngoại trưởng sẽ thảo luận các nỗ lực ngăn chặn căng thẳng khu vực và thúc đẩy một thỏa thuận về việc thả các con tin Israel bị Hamas bắt giữ. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdurrahman Al Thani cũng đã từng cảnh báo tất cả các bên không được phá hoại các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong một cuộc điện đàm, hai quan chức tuyên bố rằng không bên nào trong khu vực được có hành động làm suy yếu các nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận. Mặc dù các cuộc đàm phán đang diễn ra, nhưng tình trạng xung đột bạo lực ở Gaza vẫn tiếp diễn. Căng thẳng đã gia tăng kể từ vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas là Ismail Haniyeh và chỉ huy Hezbollah là Fuad Shukr, dẫn đến tình trạng bạo lực tiếp tục liên quan đến các nhóm vũ trang trong khu vực và gia tăng xung đột xuyên biên giới. Israel cáo buộc Hamas và các nhóm khác đã tổ chức hoạt động quân sự tại các khu vực dân sự, trong khi Hamas phủ nhận cáo buộc trên. Cuộc xung đột đã phát triển thành các cuộc giao tranh rải rác. Chính quyền Taliban vừa tổ chức kỷ niệm 3 năm ngày Mỹ rút lực lượng khỏi Afghanistan bằng cuộc diễu hành tại căn cứ không quân Bagram, nơi từng là trung tâm hoạt động chính của Mỹ trong 20 năm. Hàng nghìn người đã tham gia sự kiện bao gồm các quan chức cấp cao Taliban cùng với các nhà ngoại giao nước ngoài. Bên cạnh đó, những binh sĩ mặc quân phục mang theo súng hạng nhẹ và hạng nặng cùng đội hình xe mô tô cắm cờ Taliban tham gia cuộc diễu hành. Đoàn xe tải chở những người đàn ông đủ lứa tuổi đi qua các con phố ở Kabul để ăn mừng sự kiện lực lượng này trở về thủ đô và giành lại quyền kiểm soát toàn bộ đất nước. Nội các Taliban ca ngợi những thành quả mà họ đã đạt được từ khi trở lại nắm quyền, như tăng cường luật Hồi giáo và thiết lập hệ thống quân sự để bảo đảm hòa bình và an ninh. Được biết, Mỹ và các đồng minh đã điều quân tới Afghanistan vào năm 2001 để chống lại nhóm khủng bố Al-Qaeda và các nhóm thánh chiến khác trong chiến dịch chống khủng bố toàn cầu của Washington. Các lực lượng phương Tây nhanh chóng giành được quyền kiểm soát thủ đô Kabul, nhưng Taliban vẫn hoạt động trên nhiều vùng đất rộng lớn và cuộc giao tranh chống lại nhóm nổi dậy đã kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, Taliban đã chiếm lại một số thủ phủ ở các tỉnh của Afghanistan cũng như hành quân đến Kabul mà không vấp phải sự kháng cự nào vào tháng 8 năm 2021. Việc Kabul bị thất thủ đã buộc Lầu Năm Góc phải tiến hành sơ tán khẩn cấp các nhà ngoại giao và công dân Mỹ. Quay trở lại với buổi diễu hành của Taliban, các bài phát biểu trong dịp này hướng đến dư luận quốc tế, kêu gọi phương Tây hợp tác với chính quyền Afghanistan hiện tại. Đến nay, vẫn chưa có quốc gia nào công nhận Taliban là chính phủ hợp pháp của Afghanistan. Cựu chiến binh quân đội Mỹ Bill Roggio nói với Fox News rằng đây là cách Taliban khoe chiến thắng trước mặt chúng ta. Ông Roggio đã bày tỏ sự không hài lòng về cách Mỹ rút khỏi Afghanistan 3 năm trước và cho rằng cuộc diễu hành của Afghanistan là một minh chứng cho thấy sự thất bại của Washington tại Afghanistan.